Xin chào quý vị các bạn. Bão số 2 đã tan trên đất liền Trung Quốc, song hoàn lưu vùng xoáy áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 đã gây mưa nhiều nơi cho khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và cho đến hết ngày mai mùng 4 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng ở tại Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi còn trên 250mm. Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như là ở tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và cả Quảng Ninh. Sang ngày thứ 6 cuối tuần, tức là mùng 5 tháng 8, vùng xoáy áp thấp không còn, tuy nhiên thay thế vào đó là đới gió đông nam dầu ẩm, nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa với thời điểm mưa tập trung vào đêm và sáng. Cường độ mưa sẽ giảm dần, tuy nhiên là nhiệt độ còn mát mẻ và dễ chịu. Dự kiến từ ngày thứ 7 cuối tuần này thì mưa trong thời điểm về đêm và sáng tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực Bắc Bộ. Trưa chiều trời chuyển nắng với nhiệt độ tăng lên mức là từ 30 đến 33 độ và thời tiết sẽ thuận lợi trở lại cho các hoạt động dân sinh. Dự báo trong 2 ngày tới, thời tiết ở các tỉnh miền Trung có xu thế sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ. Tình trạng nắng nóng vì thế cũng tạm thời suy giảm khi nhiệt độ cao nhất ngày thường chỉ dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ là phổ biến. Phải đến những ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết ở tại miền Trung mới trở lại trạng thái ít mưa cùng nền nhiệt độ tăng dần. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trường gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, tiếp tục chi phối, nên trong ngày mai, toàn vùng sẽ có mưa dông nhiều nơi. Đặc biệt trong thời điểm chiều tối và đêm, sẽ xuất hiện nhiều nơi có lượng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khuyến cáo người dân về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như là tố, lốc xoáy, gió giật mạnh. Sau đó, sang ngày thứ 6 và thứ 7 cuối tuần, mưa có xu hướng giảm hơn về cường độ ở trên khu vực, chỉ còn diễn ra trong thời điểm chiều và tối. Còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến ở Tây Nguyên là từ 29 cho đến 31 độ và 31 cho đến 34 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày mai, khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, cùng mưa dông xảy ra nhiều nơi nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, ở tại khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Nam thịnh hành với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường trở lại. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thời tiết trên phạm vi cả nước đều tập trung mưa nhiều hơn trong 1 đến 2 ngày tới. Đáng lưu ý, vùng núi và trung du của Bắc Bộ hay là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là những trung tâm mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Phải đến 2 ngày nghỉ cuối tuần thì mưa mới có xu hướng giảm nhanh tại các khu vực này. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày mùng 3 tháng 8 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.